Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sau hơn một ngày, 79 trên 86 bị cáo có mặt tại phiên tòa đại án Vạn Thịnh Phát đã phát biểu xong lời nói sau cùng. Tòa sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào thứ Năm ngày 11 tháng 4. Đã có nhiều giọt nước mắt xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào. Những lần cúi đầu xin lỗi, lời cảm ơn, câu hối hận, tha thiết xin khoan hồng được các bị cáo nói ra để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình từ bà trương mỹ lan cho tới các bị cáo trong vụ án đều dành phần đầu lời nói sau cùng để gửi lời cảm ơn đến các cơ quan điều tra công an viện kiểm sát hội đồng xét xử trại tạm giam các cán bộ dẫn giải lực lượng y tế luật sư họ biết ơn vì những đơn vị cá nhân này đã tạo điều kiện chăm sóc tinh thần hỗ trợ động viên suốt những tháng ngày trong trại tạm giam cho đến những ngày diễn ra phiên tòa hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ cho bị cáo trình bày các quan điểm Viện kiểm sát đã đối đáp tranh luận với các bị cáo để làm rõ bản chất vụ án. Một số bị cáo trình bày bản thân mang nhiều bệnh tái phát trong thời điểm bị tạm giam, nhờ có các cán bộ y tế hỗ trợ thăm khám, thuốc thang kịp thời mà giúp bị cáo có đủ sức khỏe tham gia phiên tòa. Bên cạnh những lời cảm ơn thiết tha, nhiều lời xin lỗi cũng đã được thốt ra. Với bà Trương Mỹ Lan, bị cáo gửi lời xin lỗi tới chính phủ, cơ quan chức năng các cấp vì không thực hiện được lời hứa của mình suốt 11 năm tham gia tái cơ cấu ngân hàng SCB. Bà Lan nói rằng đã rất hối hận khi tham gia vào lĩnh vực ngân hàng mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Chồng bà Lan, ông Chu Lập Cơ trong 10 phút nói lời sau cùng cũng dành nhiều lời xin lỗi gửi tới người vợ của mình. Ông Chu Lập Cơ bày tỏ, ông gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ vì để bà đơn độc trên thương trường đưa ra quyết định rủi ro. Ông cũng hứa sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với vợ để khắc phục hậu quả vụ án. Còn với ông Nguyễn Cao Chí, người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan, gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân, anh, chị em cộng sự, những người đã vô cùng đau đớn nhưng vẫn nỗ lực ngày đêm làm việc cật lực hơn một năm qua để đảm bảo sự hoạt động bình thường của cả hệ thống giáo dục của bị cáo. Bị cáo Bùi Đức Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Natural Land đã gửi lời xin lỗi tới những người vì bị cáo nhiều vả mà liên quan vụ án. Bị cáo xin lỗi mẹ vì con 50 tuổi mà vẫn chưa lớn, làm đau lòng mẹ cha, bị cáo xin lỗi vợ, đã chút hết gánh lo gánh nợ tới vợ để vợ vất vả một mình bươn trải. Còn bị cáo Hồ Bảo Ngọc, giám đốc vùng 2 SCB thì nói rằng vô cùng ăn năn hối hận, cảm thấy xấu hổ với gia đình, chỉ vì sai phạm mà dẫn tới cái giá đón nhận phải chia ly với gia đình người thân. Đó cũng chính là lời được nhiều bị cáo trong vụ án liên tục nhắc đi nhắc lại suốt quá trình xét xử, tranh tụng và vào ít phút ngắn ngủi trước khi tòa nghị án Bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc SCB biết mình mắc nhiều lầm lỗi, gây nhiều hậu quả. Hoàng nói rằng tới một ngày bị cáo nhận ra tuổi trẻ của mình quá nông nổi và bồng bột để lao vào cuộc sống mưu sinh, đánh mất mình là ai và mục đích cuộc đời là gì. Cháu gái của bà Trương Mỹ Lan, Trương Ngụy Vân là bị cáo suốt những ngày xét xử ít được xét hỏi nhất, chỉ đồng ý theo lời luật sư bào chữa, nay cũng bày tỏ sự hối hận trong giây phút nói lời sau cùng. Giọng bị cáo Vân nghẹn lại, trùng xuống. Bị cáo trình bày rằng, 18 tháng qua, bị cáo học vô số bài học quý giá. Bị cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống. Bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau. Sau tất cả, bị cáo sẽ là người tốt hơn, cống hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật. Ngay khoảnh khắc được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã bật khóc nước nở, trình bày trong nước mắt bị cáo trương mỹ lan người bị cáo buộc chủ mưu trong vụ án nhớ lại những ngày ở trại giam hàng đêm bà luôn day dứt một câu hỏi là vì sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này bà lan bật khóc và cho biết bằng nghĩ đến cảnh chồng và cháu cũng đang bị tạm giam nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này nghĩ đến người thân gia đình con cái tôi bị bệnh bại liệt sợ nó tái phát trước đó gia đình bà luôn xung vầy đoàn kết bên nhau khi vụ án xảy ra, nhiều người đi tù, gia đình tan nát. Bị cáo Lan nói rằng không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không, có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa không. Trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi tòa về trại giam, bà chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình tivi để tìm cháu ruột, chồng, người thân, bà tan nát cả cõi lòng. Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước bật khóc suốt 10 phút nói lời sau cùng. Bà Đỗ Thị Hàn cho hay, bị cáo mong tòa và cơ quan tham gia tố tụng mở lòng tứ bi bác ái độ lượng với bị cáo và 11 thành viên đoàn thanh tra và hai lãnh đạo để mọi người sớm trở về gia đình dưỡng bệnh là chỗ dựa tinh thần cho các con các cháu. Gia đình đã ly tán khi bị cáo vướng vòng lao lý. Đến như người phụ nữ là trưởng ban kiểm soát SCB trong những ngày xét xử chỉ nói nhỏ nhẹ thi thoảng bật cười khiến hội đồng xét xử phải nhắc nhở thì đến lúc nói lời cuối cùng bị cáo phạm thu phong cũng khóc nghẹn bà phong bày tỏ mong hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát cho bị cáo hưởng án treo đây sẽ là món quà vô giá để bị cáo quỳ trước di ảnh của người mẹ xin tha tội món quà để bị cáo mở lời nói chuyện với con mình vì gần như bị cáo không nói chuyện được với con bị cáo con bị cáo bị trầm cảm Liên quan đến đại án, vào sáng ngày 2 tháng 4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục tranh luận. Tại tòa, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hành vi của thân chủ và cho rằng không cần loại bỏ bà Trương Mỹ Lan khỏi đời sống xã hội. Sáng mùng 2 tháng 4, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục tranh luận. Tại tòa, luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá lại hành vi của thân chủ Luật sư Giang Hồng Thanh bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cho rằng cần xác định lại số tiền thiệt hại của vụ án. Theo luật sư, bà Trương Mỹ Lan là một khách hàng lớn của ngân hàng SCB. Các khoản vay giải ngân đều có tài sản đảm bảo. Chưa có báo cáo nào về việc bà Lan không trả lãi cho SCB, cũng như chưa có báo cáo nào thể hiện người dân muốn rút gốc và lãi khi đến hạn tại SCB mà không được. Luật sư Thanh khẳng định bà Lan đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, trong đó có hai vấn đề chính chịu trách nhiệm với khoản vay không liên quan và giá trị tài sản đảm bảo của bà Lan bị định giá thấp xuống. Ngoài ra để chứng minh quan điểm bà Lan là con người có bản chất tốt đẹp, luật sư bào chữa đưa ra tấm hình của một người lao động cho biết ông này cùng nhiều người khác đã nói họ rất mang ơn bà Lan. Luật sư nhấn mạnh câu hỏi rằng con người như vậy có cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội hay không. Đồng thời vị này cũng hy vọng hội đồng xét xử sẽ xem xét để đưa ra câu trả lời nhân văn bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo, gồm phạm tội có tổ chức và phạm tội tinh vi. Cụ thể, luật sư cho rằng bà Dung không phải phạm tội có tổ chức hay tinh vi, bởi khi thực hiện hành vi phạm tội, bà Dung là cấp dưới, nhận được sự chỉ đạo của cấp trên. Luật sư cho biết, bản thân bà Dung không ý thức được việc mình làm là vi phạm, chỉ là người làm công ăn lương, không ai lựa chọn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để cuối cùng phải đứng trước phiên tòa. Xoay quanh vấn đề áp dụng tình tiết tăng nặng, luật sư cho rằng việc phân công nhiệm vụ khi bà Dung còn tại chức là phân công công việc, không phải phân công thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, luật sư đề nghị tòa xem xét tình tiết tăng nặng cho bị cáo. Về hành vi hoán đổi tài sản, luật sư cho biết việc này diễn ra sau khi bà Dung đã rời khỏi vị trí phó tổng giám đốc ngân hàng SCB. Vì vậy, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xác định rõ hành vi phạm tội và trách nhiệm phạm tội của bị cáo. Cũng trong phiên làm việc sáng mùng 2 tháng 4, chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo, gia đình bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella đã nộp thêm 61 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã thu giữ tiền mặt khi khám xét người nơi làm việc của bị cáo Chí gần 94 tỷ đồng gồm khoản tiền 3 triệu 312.200 USD, tương đương số tiền 78 tỷ đồng và số tiền gần 17 tỷ đồng. Gia đình bị cáo Nguyễn Cao Trí nộp khắc phục số tiền 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra đã kê biên 7 bất động sản. Tại phấn nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Nguyễn Cao Trí khắc phục hậu quả 1.000 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Trí và gia đình mong muốn được khắc phục hoàn toàn bằng tiền mặt. Viện Kiểm sát cũng đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí từ 10 đến 11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị, những ngày xét hỏi tranh luận, có thể còn có bị cáo phản ứng chối tội đan sen. Nhưng vào giờ phút cuối cùng được nói, trước khi số phận pháp lý của họ bị định đoạt, chỉ còn những lời hối hận muộn màng, những lời tha thiết xin khoan hồng được thốt lên. Liệu bản án cuối cùng sẽ ra sao? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và các bạn. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. thank you